Xin được gửi lời chào tới toàn thể anh chị em, bà con, cô bác trên mọi miền Tổ quốc đã cùng quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương mang đến cho anh chị em, bà con, cô bác một cái mẫu xe form dáng đẹp này, trang bị rất là nhiều option và xe còn cực kỳ là chất anh chị em nhé. Chiếc xe được mang tên Kia Cerato, sản xuất năm 2018, số sàn, động cơ của xe là 1.6, màu trắng form dáng sedan đấy ạ. Một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C, rộng rãi, ngồi thoải mái, form dáng đẹp, trang bị nhiều option và cũng được rất nhiều anh chị em lựa chọn và tin dùng ạ. Trước lại thì em đảm bảo cam kết đẹp không tì vết các bác nhá. Máy zin này, số zin, cột kèo keo chỉ zin, xe đẹp không lỗi. Nội thất bên trong của xe tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới. Form dáng chuẩn form này, sơn xi thì đều cả xe. Và sơn zin của xe lên đến 97-98%, còn rất là nhiều sơn zin luôn. Anh chị em đang quan tâm thiện chí về dòng xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn thêm cũng như là sẽ chốt cho các bác một cái mức giá tốt nhất ạ. Hoặc là chúng ta có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe anh chị em nhé. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã đi dạo qua một vòng, anh em cũng có thể ngắm sơ qua tổng thành form dáng, những chi tiết bên ngoài cũng như là sơn xi của chiếc xe rồi. Thế còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào khám phá review chi tiết về cái chiếc xe này anh em nhé. Từ ngoại thất này đến nội thất, keo chỉ, gầm bệ và khoang động cơ của chiếc xe. Và phần đầu tiên là phần đầu xe đấy ạ. Logo và mặt ca lăng cũng được mã ốp chrome, lưới tản nhiệt thì vẫn theo thiết kế hình mũi hổ. Hệ thống đèn của xe, vâng, hệ thống đèn của xe là đèn bi salon siêu sáng kết hợp với cả đèn halogen anh chị em nhé. Ở đây thì chúng ta có cái giải đèn nét định vị ban ngày, và có giải đèn nét định vị ban ngày này, hình móc câu buổi tối đi rất là đẹp. Có trang bị đèn gầm, vâng, có trang bị đèn gầm. Và ở bên cạnh đây chúng ta có một cái hốc hút gió thể thao, làm cho cái phần đầu xe nhìn rất là đẹp, rất là thể thao các bác nhé. Và cái cặp đèn pha của xe đấy ạ. Và cặp đèn pha của xe còn rất là mới, trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn, đục hay là vàng ố. Hai bên đều mới các bác nhá. Đây ạ, bên này đây ạ, rất là mới luôn, không có hiện tượng mờ vẩn, đục hay là vàng ố này. Và nhìn tổng thể form dáng phần đầu xe thì rất là đẹp này, giữ dằn và chuẩn form các bác nhá, không bị lệch lạc form do tai nạn hay là va quẹt. Tiếp theo là sang phần thân xe. Vâng ạ, sang đến phần thân xe thì xe được trang bị 4 la răng phay thể thao. Nhìn chiếc xe rất là đẹp, rất là thể thao các bác nhá. Rồi là 4 phanh ABS 4 bánh này, đi thì cực kỳ là an toàn. Xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn nét. Vâng đây ạ, xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn nét. Tay nắm cửa được mã ốp chrome, nhằm bảo vệ cái phần sơn zin ở bên trong. Viền kính cũng được mã ốp chrome chạy dọc từ đầu xe đến cuối xe, tăng thêm cái sự sang trọng cho chiếc xe anh chị em nhá. La răng của xe đấy ạ, la răng của xe là la răng phay thể thao. Đó, la răng phay thể thao này, lốp láp còn khá là dày và cỡ lốp của xe là 17 inch, cũng khá là to bản, làm cho chiếc xe chạy được đầm chắc hơn, chắc chắn hơn. Thế còn đây là phần la răng và bánh đằng sau đấy ạ. La răng phay thể thao, phanh ABS 4 bánh rồi các bác nhá. Đấy, phanh ABS 4 bánh rồi, đi thì rất là an toàn, yên tâm khi mà chúng ta đi trong những thời tiết mà đường nó trơn trượt thì hoặc là chúng ta đang đi nhanh, phanh gấp thì chúng ta vẫn có thể đánh lái được, xe nó không bị dê các bác nhá, rất là an toàn luôn ạ. Ra đến phần đuôi xe, vâng, ra đến phần đuôi xe thì xe được trang bị cam lùi, rất là an toàn tiện lợi cho anh em. Khi mà chúng ta lùi xe sẽ có hình ảnh ở trong màn hình, sẽ tránh được va chạm anh em nhá, rất là an toàn luôn. Cặp đèn hậu của xe được mã ốp chrome ở viền ngoài và còn trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn, đục hay là vàng ố. Đây ạ, hai bên đây ạ các bác nhá. Hai bên đều được mạ ốp chrome ở bên ngoài và không có hiện tượng mờ vẩn, đục hay là vàng ố. Ngoài ra phần đuôi xe còn được trang bị một cái vè gió thể thao. Đó, một cái vè gió thể thao làm cho cái phần đuôi xe nó không bị tù các bác nhá. Nhìn rất là thể thao, rất là đẹp. Và ống xả của xe, hệ thống ống xả của xe là ống xả đôi, đặt cân xứng hai bên. Nhìn chiếc xe cân đối hơn này, thể thao hơn, khỏe hơn. Đó, rất là đẹp. Tiện đây thì em sẽ quay luôn cái phần gầm bệ của xe để cho anh chị em cùng vào xem và tham khảo đấy ạ. Vâng đây ạ, đây là phần gầm bệ của xe này.
sắt xi vẫn còn sáng, không có hiện tượng han rỉ mục mọt, gầm bệ chắc chắn, chạy không có tiếng kêu lọc cọc hay là dạo giặc ở cái phần gầm bệ của xe mọi người nhé. Nó rất là ok luôn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào trong khoang nội thất của chiếc xe để cùng tìm hiểu về những cái trang thiết bị option ở trên cái mẫu xe này, và cùng nhìn ngắm cái phần nội thất bên trong của xe mọi người nhé. Đây, nội thất bên trong của xe tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới, sang trọng, màu kem. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụm điện. Vâng đây ạ, có gương kính chỉnh điện cụm điện này, táp lô táp ly hai màu, đó là màu đen và màu kem đấy ạ. Bàn phím tích hợp cho vô lăng. Và bàn phím tích hợp cho vô lăng này, tăng giảm âm lượng, lách bài chuyển bài. Ở bên này thì chúng ta có cruise control, đi ga tự động. Có 3 chế độ lái anh em nhá, có 3 chế độ lái này. Order của xe chạy chuẩn 4.1 vạn, chạy cũng khá là ít. Một chiếc xe phiên bản số sàn nhưng cũng được trang bị chế độ cruise control đi ga tự động, cho nên là rất là nhàn chân ga khi mà chúng ta đi ở trên cao tốc ạ. Và bên trong xe được trang bị đầu DVD, màn hình giải trí nguyên bản theo xe, có tích hợp cam lùi này. Điều hòa auto 2 vùng độc lập anh chị em nhé. Điều hòa auto 2 vùng độc lập. Ngoài ra xe còn được trang bị cổng sạc 12V, cổng USB, cổng AUX để cho chúng ta cắm USB vào, nghe nhạc giải trí. Serato 2018 còn được trang bị thêm cả sạc không dây nữa, rất là xịn sò. Anh chị em chỉ cần có những chiếc điện thoại có tích hợp sạc không dây, chỉ cần để vào đây thôi là sẽ tự sạc điện các bác nhá, rất là tiện, rất là xịn sò luôn. Trang bị hộp số sàn 6 cấp, động cơ của xe là 1.6, chạy cũng rất là mạnh mẽ. Lộ thất ghế da hai múi màu kem nguyên bản theo xe. Đây các bác nhá, lộ thất ghế da màu kem hai múi nguyên bản theo xe còn rất là mới luôn và còn rất là đẹp. Đó. Vì là một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C cho nên là khoang ghế đằng sau cũng rất là rộng rãi này, cho anh chị em ngồi thoải mái luôn. Hàng ghế đằng sau cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế đằng sau rồi. Đây ạ, nội thất hàng ghế đằng sau đây ạ. Một chiếc Kia Cerato 2018 số sàn, động cơ của xe là 1.6, phân khúc hạng C, màu trắng form dáng sedan, đẹp không tì vết. Bác nào đang quan tâm thiện chí thì có thể kết nối qua số điện thoại 0855 966 966 các bác nhá. Em sẽ tư vấn thêm cũng như là sẽ chốt cho các bác một cái mức giá tốt nhất ạ. Còn bây giờ thì em mời anh chị em nhà mình cùng em đi vào đánh giá chi tiết về cái mặt kỹ thuật cũng như là mặt chất liệu của xe. Chúng ta sẽ đi từ phần keo chỉ của 4 cánh cửa này, rồi là phần keo chỉ cốp xe, keo chỉ lắc capo, khoang động cơ của chiếc xe. Ok không ạ? Phần trước tiên em sẽ quay cái phần tắp ly của cánh cửa bên trên phía bên lái. Vâng đây ạ, phần tắp ly đã rất là mới luôn, rất là mới và sạch sẽ. Keo chỉ thì thẳng tắp nguyên zin này. Vâng đây ạ, phần keo chỉ đã thẳng tắp nguyên zin. Không mất đi đâu một phần keo chỉ nào anh em nhá. Vâng, không mất đi đâu một phần keo chỉ nào. Còn đây là phần ốc tai đây ạ. Phần bản lề trên, bản lề dưới thì còn nguyên chấm sơn này. Nguyên đa nguyên kiện, không có hiện tượng vặn mở ốc. Thế còn đây là phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng đây ạ, phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau đây ạ. Trên dưới cũng nguyên zin luôn các bác nhá, cũng nguyên đa nguyên kiện luôn, rất là đẹp. Cái ngoàm chốt cửa thì vẫn còn sáng bóng đấy ạ. Ra phần cánh cửa đằng sau. Đây là phần tắp ly cánh cửa đằng sau. Vâng đấy ạ, phần tắp ly cánh cửa đằng sau đấy ạ. Rất là mới. Phần keo chỉ. Đó, keo chỉ thẳng tắp nguyên zin này, không mất đi đâu một phần keo chỉ nào. Rồi là phần ốc tai. Phần bản lề trên, bản lề dưới, nguyên đa nguyên kiện, còn nguyên chấm sơn của nhà máy. Lộ thất tươi sạch sẽ. Tiếp theo là ra phần cốp xe. Vâng, ra phần cốp xe thì đầu tiên cũng là cái phần ốc đai đấy ạ. Phần ốc đai anh em nhá, hai bên này cũng zin đét luôn. Còn đây là phần keo chỉ của cốp xe. Vâng, phần keo chỉ cốp xe đấy ạ. Đó, nguyên zin luôn này, không mất đi đâu một phần keo chỉ nào. Rất là đẹp các bác nhá. Khoang cốp xe. Một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C cho nên là khoang cốp xe cũng khá là rộng rãi, cho anh chị em có thể để đồ thoải mái khi mà chúng ta đi chơi, đi làm hoặc là đi công tác xa nhà, đi du lịch với cả gia đình, chúng ta cũng có thể để đồ thoải mái luôn. Ok không ạ? Và ở phía dưới đây. Vâng, ở phía dưới đây là lốp sau cua và bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe. Trang bị đầy đủ lốp sau cua, rồi là bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe. Tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt này.
Vâng, tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt anh chị em nhá. Rất là đẹp. Đó. Sang bên đây là phần tắp ly, phần keo chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Đầu tiên là phần tắp ly cánh cửa bên trên. Vâng đã, phần tắp ly cánh cửa bên trên này. Rồi là phần keo chỉ. Phần keo chỉ đây các bác nhá. Đó, phần keo chỉ đó ạ. Đẹp chưa ạ? Quá là đẹp luôn. Phần ốc tai này, phần bản lề trên, bản lề dưới không có hiện tượng vặn mở ốc, còn nguyên chấm sơn của nhà máy. Và cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau cũng vậy các bác nhá, nguyên zin này. Đó, em quay cho các bác xem rất là chậm, rất là kỹ càng, không khác gì mọi người đang xem xe trực tiếp luôn. Và rất mong mọi người vào xem, ủng hộ cho em bằng những lượt like, lượt tim và lượt chia sẻ mọi người nhé. Quay những cái chủ chốt nhất, quay những cái quan trọng nhất để cho anh chị em có thể vào xem và tham khảo. Đây là phần tắp ly cánh cửa đằng sau. Đó, phần tắp ly cánh cửa đằng sau này. Rồi là phần keo chỉ. Phần keo chỉ đây ạ. Đó, được chưa ạ? Phần ốc tai này. Phần bản lề trên, bản lề dưới. Phần ốc tai và phần bản lề của bốn cánh cửa nguyên zin, còn nguyên chấm sơn. Thì chắc chắn là không có chuyện tai nạn ở phần thân xe anh chị em nhé. Cho nên anh chị em cũng đã yên tâm một phần về mặt chất lượng của xe rồi. Và cái phần nội thất bên trong của xe còn rất là mới và rất là đẹp, trang bị nhiều option. Đó. Phần cuối cùng đi ạ. Phần cuối cùng em sẽ đi vào quay tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe, cũng như là phần keo chỉ của lắp capo, cho anh chị em có thể yên tâm tuyệt đối về cái độ đẹp, độ chất và cái độ zin của cái chiếc xe Kia Cerato 2018 này ạ. Vâng đây ạ, đây là tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe. Thì cũng còn khá là khô ráo và sạch sẽ. Đầu tiên thì cũng là cái phần ốc đai đấy ạ. Phần này là phần ốc lắp capo các bác nhá, zin đét này. Rồi là những cái phần ốc tai ở bên dưới đây cũng zin đét luôn, không hề có hiện tượng vặn mở ốc. Cụ giảm sóc sạch sẽ và ốc cũng vẫn còn chấm sơn đấy ạ. Ốc cũng vẫn còn chấm sơn các bác nhá. Đinh tán tròn xe này. Đó, được chưa? Đinh tán tròn xe này. Tai đèn thì là tai đèn zin. Tai đèn zin các bác nhá. Zin đét luôn. Đây là phần keo chỉ của lắp capo. Vâng, phần keo chỉ của lắp capo đây ạ. Đó, được chưa? Rồi là phần ốc tai bên này. Phần ốc đai và phần ốc tai bên này anh chị em nhá. Đây ạ, phần ốc tai ở dưới này, rồi là phần ốc đai này. Zin đét luôn. U giảm sóc sạch sẽ, đinh tán tròn xe, sắt xi đẹp, không có hiện tượng cong vênh méo mó này. Đó, sắt rằng các bác nhá. Động cơ của chiếc xe. Vâng, động cơ của chiếc xe thì như anh chị em có thể nhìn thấy đấy ạ. Ốc chân máy còn nguyên chấm sơn 7 màu của nhà máy này. Và ốc thì zin đét luôn các bác nhá, không có hiện tượng vặn mở ốc. Đó, ok chưa ạ? Động cơ khô ráo, không chảy dầu chảy mỡ, máy lổ êm, côn số mượt mà. Trước này thì em đảm bảo cam kết là máy số zin, cột kèo keo chỉ zin, xe đẹp không tì vết luôn. Mọi người cũng có thể về trực tiếp tại cửa hàng để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe, cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe, ok không ạ? Đó thì vừa rồi em cũng đã quay rất là kỹ cho anh chị em vào xem và tham khảo rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa ra cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe anh chị em nhá. Xe thì quá là chất rồi. Dạ vâng ạ, thì vừa rồi em cũng đã quay giới thiệu chi tiết tổng thành form dáng nội ngoại thất keo chỉ gầm bệ khoang động cơ của chiếc Kia Cerato 2018 cho anh chị em vào xem và tham khảo ạ. Anh chị em đang quan tâm về mẫu xe này, một là anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966 để em sẽ tư vấn thêm. Hai là anh chị em có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe, cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe ạ. Anh chị em đang xem video chưa đăng ký kênh thì có thể ủng hộ cho Dũng Audi xin một nút đăng ký kênh, để mỗi lần em Dũng có những video giới thiệu chi tiết những mẫu xe mới nhập về cửa hàng, hoặc là những cái buổi live stream báo giá, trò chuyện tư vấn trực tiếp cùng toàn thể anh chị em, thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em vào những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chào.